Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là hai chiếc xe tay ga của Honda. Như các bạn nhìn thấy thì đây là một chiếc Honda e-Blade và đây là chiếc Honda Vision cá tính. Ở video này thì mình muốn so sánh cho các bạn biết cái dòng xe Vision phiên bản cá tính và so sánh với dòng Honda e-Blade phiên bản tiêu chuẩn. Có thể hiểu đơn giản như thế này, mình sẽ muốn lấy cái chiếc Vision phiên bản đắt tiền nhất để so sánh với cái phiên bản rẻ tiền nhất của dòng e-Blade. Ở trong cái video này thì mình tạm thời không nhắc đến và cũng không so sánh đến về cái việc kiểu dáng cũng như là màu sơn của hai dòng xe này nhá. Mục đích chính của mình làm cái video so sánh giữa Vision và e-Blade này là chủ yếu để chia sẻ với các bạn là cái dòng Vision này nó đang bị đẩy giá lên quá cao so với những gì mà khách hàng người ta nhận được ấy. Cái mục đích chính của mình là như vậy ấy. Để mình so sánh, nếu như cùng một cái phân khúc giá đấy thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được những cái mặt tính năng động cơ mạnh hơn và những cái tính năng hiện đại hơn. Ok, trước khi bắt đầu so sánh thì mình cũng xin nhắc lại cái giá bán ở cái thời điểm cụ thể. Hiện tại là tháng 10 năm 2022 thì chiếc Honda Vision phiên bản cá tính này đang có giá khoảng độ 46 triệu nhé các bạn nhé, chưa bao gồm tiền đăng ký, tức là chưa lăn bánh đấy. Còn chiếc Honda e-Blade phiên bản tiêu chuẩn này đang có giá khoảng độ 42 triệu, cũng chưa bao gồm tiền đăng ký. Mình đã vào trên trang chủ của dòng xe Honda mà mình xem thì thằng Vision này thì cái giá đề xuất ở trên trang chủ của Honda ấy, nó đang có giá khoảng độ 34 triệu 942 nghìn, cứ cho là 35 triệu đấy các bạn ạ. Còn thằng e-Blade này ấy, thì nó là 41 triệu 334 nghìn các bạn ạ. Thì xin chia sẻ thêm cho các bạn là thằng e-Blade này thì nó sẽ có 3 màu sắc, là màu đỏ như trước mặt các bạn, màu xanh và một màu đen nữa. Còn thằng phiên bản Vision cá tính này thì nó chỉ có 2 màu thôi, màu đen như trước mặt các bạn và màu xanh. Giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu so sánh nhé. Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với hệ thống chiếu sáng. Dòng Honda Vision vẫn trang bị hệ thống bóng đèn sợi đốt các bạn ạ. Chưa trang bị lên bóng đèn LED các bạn nhé. Đấy, và cái bóng đèn sợi đốt này chúng ta cần phải nổ máy thì nó mới sáng, hay chúng ta còn gọi là bóng đèn halogen. Dù dưới phía này cũng vậy, sẽ có hai dải đèn trang trí ở đây và xi nhan sẽ nằm ở hai bên như thế này các bạn ạ. Đây là hệ thống đèn phía sau, các bạn nhìn đây cũng sẽ có hai bóng, một bóng chiếu hậu và một bóng khi chúng ta bóc phanh, nó sẽ sáng như này, gọi là đèn phanh. Còn xi nhan thì sẽ nằm ở hai bên như thế này các bạn ạ. Đó, Honda e-Blade thì đèn chiếu sáng sẽ nằm ở dưới này và được trang bị hệ thống đèn LED, cũng sẽ có giải đèn trang trí định vị ở phía trước này và tất nhiên là xi nhan cũng nằm hai bên. Để mình mở khóa lên cho các bạn xem. Riêng dòng trang bị đèn LED này chỉ cần mở khóa là đèn sẽ sáng. Các bạn nhìn thấy chưa? Không cần phải nổ máy như dòng Honda Vision, các bạn có thể nhìn thấy luôn. Đây, đèn chiếu sáng ở dưới này bằng hệ thống đèn LED, rất là sáng các bạn ạ. Đây là giải đèn trang trí ở phía trước. Mình sẽ quay phía sau cho các bạn xem. Hệ thống chiếu sáng đèn phía sau đây, cái đèn hậu này sẽ là bóng đèn LED nhé các bạn nhé, còn đèn xi nhan thì vẫn là bóng đèn sợi đốt. Và tất nhiên cũng vậy, sẽ có một bóng hậu và một bóng đèn phanh, khi các bạn bóp phanh thì sẽ sáng như này, còn xi nhan thì nằm ở hai bên các bạn ạ. Hệ thống phanh phía trước đều là phanh thủy lực nhé các bạn nhé. Đây, của cả hai thằng Vision và e-Blade thì đều là hệ thống phanh thủy lực và chưa được trang bị hệ thống phanh ABS các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn nhận được cái hệ thống phanh ABS ở thằng e-Blade này thì các bạn sẽ cần phải lấy cái phiên bản 160 phân khối các bạn ạ. Cái phiên bản tiêu chuẩn này thì nó cũng chỉ trang bị hệ thống phanh bình thường giống như thằng Vision thôi. Mình không muốn nhắc đến cái phần kiểu dáng cũng như là màu sơn của hai dòng xe này. Tuy nhiên á thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái nhựa của thằng Vision này, mình sẽ cảm giác là nó sẽ như cái khe kết nối này này giữa các cái miếng nhựa với nhau ấy, và cái độ im của nhựa khi mà chạy xe, khi mình chạy thử hai dòng xe này ấy, thì mình thấy rằng ấy, cái nhựa của thằng Vision này mình cảm thấy nó ép hơn, mỏng hơn, cũng như là không được khít giữa những cái khe ghép nhựa như là thằng e-Blade. Thì đấy là một cái chia sẻ thêm cho các bạn về những cái trải nghiệm của mình. Về các bạn có thể nhìn dòng e-Blade này, mình cảm giác cái nhựa thằng e-Blade này dày dặn hơn, nhiều nhựa màu hơn, nhiều cái phần nhựa màu hơn, và những cái khớp nối giữa nhựa với nhau nó khít hơn, nó ăn khớp hơn hơn là thằng của thằng phiên bản Vision nhé. Thì đấy là một cái chia sẻ thêm về cái vấn đề nhựa. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái mặt đồng hồ của nó. Mặt đồng hồ của thằng Vision chỉ có một cái mặt đồng hồ đồ LCD nhỏ ở đây để thì hiển thị cái lượng xăng còn lại trong bình và cũng như là cái số km đi được, tức là số km tổng khi các bạn mua xe đi được ấy, chỉ thế thôi nhé các bạn nhé. Còn những cái đèn báo này thì mình không nói, và đồng hồ công tơ mét này thì mình không nói. Hệ thống công tắc thì gồm có công tắc pha cốt, công tắc còi, công tắc xi nhan, công tắc của công nghệ dừng xe tắt máy, và không có công tắc đèn. Đây là công tắc đèn nhé các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ xem thằng e-Blade. Các bạn nhìn mặt đồng hồ thằng e-Blade to chưa? Mặt đồng hồ điện tử full luôn nhé các bạn nhìn này. Rất là to và đẹp, rất là nhiều chức năng ở trên này. Đo quãng đường này, hiển thị giờ này. Đấy, rồi thì đo quãng đường chip A, chip B này, số km tổng này, hiển thị cái lượng đèn báo dầu rồi. Đấy các bạn, rất nhiều cái tính năng, các cái đèn ở trên này nữa, một số cái đèn hiển thị trên này nữa, ngoài cái xăng và công tơ mét ra nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến cái đèn công tắc bên này cũng như vậy, cũng pha cốt, còi, xi nhan, công tắc công nghệ dừng xe tắt máy cũng có luôn, không có công tắc tắt đèn, công tắc đèn các bạn ạ.
Các bạn thấy chưa? Cái mặt đồng hồ của nó hiện đại hơn chưa? Và nhiều tính năng hơn chưa? Nó sẽ có hai cái nút ở bên này để chúng ta điều chỉnh giờ giấc cũng như là những cái tính năng ở trên cái mặt đồng hồ này. Thằng Vision sẽ có một cái móc treo đồ ở đây và một cái cốp nhỏ ở đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ nói đến cái hệ thống khóa của thằng Vision nhé. Hệ thống khóa của thằng Vision chỉ có hai tính năng, một là phím chìa khóa, hai là phím tìm xe. Khi các bạn bấm vào xe, phím tìm xe, còi sẽ kêu, đèn xi nhan sẽ sáng. Đấy, báo cho chúng ta biết cái vị trí xe ở đâu. Gọi là phím tìm xe, ổ khóa smart key như thế này. Các bạn nhìn đây. Đó, mở khóa lên. Tắt khóa đi. Rồi ok, thằng Everblade này sẽ được trang bị thêm hai cái thứ mà mình rất thích. Các bạn nhìn chìa khóa vẫn y chí như vậy nhá. Nhưng nó sẽ có thêm tính năng cảnh báo chống trộm ở cái phím chung với phím tìm xe này các bạn này. Và nó sẽ có thêm đèn ở ổ khóa nhé các bạn nhé. Phím dưới là mở xe này. Các bạn nhìn này, phím hình chìa khóa để mở nhé. Ấn vào ổ khóa. Các bạn thấy chưa, đèn ổ khóa sáng chưa? Quá đẹp luôn. Và mình rất là thích, tuy chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mình rất là thích những cái điểm trang trí như thế. Nó cảm thấy xe rất là sang trọng khi mà buổi tối các bạn bấm vào nhìn sáng xanh rất là đẹp. Tiếp theo, một chức năng nữa mà trang bị ở trên này có, các bạn nhìn thấy biểu tượng hình cái loa này không? Nó là chức năng cảnh báo chống trộm. Khi chúng ta bấm vào đó, phím biểu tượng hình cái loa này, còi sẽ kêu píp một tiếng và đèn đỏ trên mặt đồng hồ này sẽ nhấp nháy liên tục, nhấp nháy suốt luôn các bạn ạ. Cảnh báo cho chúng ta biết là cái hệ thống cảnh báo chống trộm đã đang hoạt động các bạn ạ. Ví dụ như có ai mà có tên trộm hay kẻ xấu là muốn có ý định vặn ổ khóa xe của chúng ta hoặc là tác động đến xe hoặc dắt xe vân vân, sẽ có tác động đến xe thì nó sẽ kêu lên như thế này. Mình ví dụ mình xoay cổ lái nhé các bạn nhé, các bạn nhìn này, các bạn thấy chưa, còi sẽ kêu lên hú báo động như thế này các bạn ạ. Rồi chúng ta tắt đi nhé. Còn đâu thì các phím tìm xe vẫn hoạt động bình thường khi các bạn bấm những lần tiếp theo. Đấy, để mình chia sẻ cho các bạn thấy là nó có thêm những cái tính năng rất là hay và mình cảm thấy là rất là an toàn được trang bị ở trên dòng Everblade 125 này các bạn ạ. Các bạn nhìn cái đèn ổ khóa này. Đấy, mở cốp và mở bình xăng đều ở đây luôn nhé. Đây, để mình mở luôn cho các bạn xem. Tuy rằng nó không có móc treo đồ ở đây và không có một cái hộp đựng đồ nhỏ ở đây, nhưng các bạn nhìn này, mở bình xăng ở đây. Đó, rất là tiện lợi, đổ xăng ở đây, mở cốp ấn luôn ở đây. Thằng Vision thì đổ xăng sẽ là ở cốp sau nhé các bạn nhé, cũng là ấn ở đây luôn. Đấy, nhưng mà đổ xăng sẽ ở đằng phía sau này các bạn ạ. Một số cái chi tiết nhỏ nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là thằng Vision này nó sẽ có thêm cái cổng sạc ở đây, nhưng mà nó lại chưa phải là đầu chuyển đổi USB các bạn ạ. Các bạn vẫn phải ra ngoài quán mua một cái đầu cắm vào đây, đầu tẩu ấy, chuyển từ đầu tẩu này sang đầu USB thì các bạn mới có thể sạc được. Sẽ không có đèn soi ở trong cốp và cốp nó cũng nhỏ như thế này. Đó, thì đây là cái gương mình chưa lắp nhé các bạn nhé. Mình sẽ quay sang thằng Everblade cho các bạn xem. Đây, thằng Everblade ở đó đây. Nó không có cốp phụ phía trước nhưng cốp sau rất là rộng và chia làm hai ngăn như thế này. Một ngăn phía trên, một ngăn phía dưới. Đây các bạn, mình thấy để mình bỏ ra cho các bạn xem cái cốp nó rộng như thế nào. Và nó sẽ được trang bị cái cổng sạc USB ở đây luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đây, cổng sạc USB ở đây luôn. Có sẽ có đèn soi cốp khi các bạn mở khóa và khi các bạn tìm xe. Để mình ấn lên cho các bạn xem, nhìn thấy cái đèn soi cốp nhé. Tuy nó không sáng lắm nhưng nó cũng là một cái tính năng có thể các bạn sẽ có cái ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy những cái đồ đạc trong cốp. Đó là một cái chia sẻ về một cái tính năng phụ mà mình rất là thích. Chân chống nghiêng của tất cả dòng xe tay ga của Honda thì đều có công tắc ở đây và khi muốn nổ máy chúng ta đều phải gạt lên mới nổ máy được. Còn một cái điều rất quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này, đó là động cơ của thằng Vision này chỉ là động cơ ESP thường và là 110 phân khối nhé các bạn nhé. 110 phân khối, hơn 40 triệu các bạn bỏ ra vẫn chỉ được sở hữu động cơ ESP thường 110 phân khối các bạn nhé. Và làm mát bằng hệ thống gió nhé, chưa làm mát bằng hệ thống dung dịch các bạn ạ. Mình quay sang bên này cho các bạn xem này, xem cái cánh quạt gió của nó này. Nhiều bạn vẫn cứ tưởng là Vision này làm mát bằng dung dịch nhưng không phải các bạn nhé, nó vẫn làm mát bằng quạt gió thôi các bạn ạ. Đây, mình sẽ quay sang thằng Everblade cho các bạn xem. Động cơ của Everblade 125 phân khối là các bạn đã thấy ngay trong cái tên của nó là Honda Everblade 125 rồi, và nó được trang bị lên động cơ ESP cộng các bạn nhé. Động cơ ESP cộng đã được trang bị trên dòng xe Honda rất là lâu rồi và ở trong những cái video giờ chia sẻ của mình về những cái dòng xe mình đều có nói, thì mình cũng có thể nói qua cho các bạn hiểu nôm na đơn giản là như thế này nhá. Động cơ ESP thường thì nó chỉ có hai van thôi, một van hút nhiên liệu và một van xả. Còn động cơ ESP cộng nó được tối ưu rất nhiều, gấp đôi luôn, tức là 4 van, 2 van hút và 2 van xả. Được Honda nó quảng cáo là tăng tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu rồi, vận hành êm ái rồi, vân vân, nó cũng quảng cáo quá trời luôn. Mình chạy thử thì mình cũng cảm nhận thấy điều đó. Tuy nhiên thì một cái điểm nhỏ mà mình không thích nó là thằng ESP cộng này, thì cái bộ côn này nó thay đổi một chút về phần hệ thống dây đai nên là nó sẽ nổ hơi, cái tiếng kêu nó sẽ hơi to hơn thằng ESP thường một chút xíu. Hơi to một chút xíu thôi nhé các bạn nhé. Và tất nhiên này, thằng Everblade này là động cơ 125 phân khối rồi thì là cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ là 2,26 lít trên 100 km nhé các bạn nhé. Chắc chắn là sẽ ăn nhiều hơn động cơ 110 rồi. Thằng Vision này sẽ tiết kiệm hơn là 1,83 lít trên 100 km các bạn ạ. Và thằng 125 phân khối EB cộng này thì như mình có nói rồi, các bạn sẽ được trang bị hệ thống làm mát bằng dung dịch nhé các bạn nhé. Két nước của nó làm đây, hệ thống làm mát bằng dung dịch thì mình cũng đã làm một cái video nói về cái việc làm mát bằng dung dịch và làm mát bằng gió rồi các bạn ạ.
phía sau của nó đây các bạn, đây bô đây, những cái chi tiết đấy thì mình không nói, nhưng thằng Airblade này sẽ được trang bị hai giảm sóc sau các bạn ạ. Hai giảm sóc sau so với một giảm sóc so với thằng Vision các bạn ạ. Thằng Vision chỉ có một giảm sóc một bên thôi các bạn ạ. Đó, nhưng mà thằng Airblade thì trang bị hai giảm sóc, thì mình cảm nhận thấy là cái việc chạy tất nhiên là cái về cái thiết kế của kiểu dáng của Honda thì nó sẽ trông nó sẽ thời trang một chút về cái thằng Vision đấy, nhưng mà để chạy cân đối và chạy nó cảm thấy êm ái và nó cân xe hơn thì mình chắc chắn là mình sẽ thấy là thằng Airblade mình thấy nó chạy hai cái giảm sóc ấy ổn hơn các bạn ạ. Còn hệ thống phanh sau thì cả hai thằng đều là phanh cơ, vẫn là phanh chống tăng chống các bạn ạ, vẫn là phanh cơ bình thường thôi. Đây các bạn nhìn đây, đấy cả hai thằng đều là phanh tăng chống. Ok, vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn những cái thông tin cơ bản giữa hai dòng xe, một là Honda Vision cá tính, hai là Honda Airblade 125 phân khối, để so sánh cho các bạn thấy được những cái điểm nó khác nhau và được hơn được những cái gì khi mà các bạn bỏ một cái số tiền hơn 40 triệu ra. Thì mình xin tổng hợp lại, ví dụ như đầu tiên các bạn sẽ có hệ thống đèn led này, hệ thống mặt đồng hồ điện tử này, hệ thống cảnh báo chống trộm, và tất nhiên động cơ mạnh hơn, khỏe hơn nhé các bạn nhé. Không chỉ dòng Airblade này đâu các bạn ạ. Mình không phải là mình chỉ lấy thằng Airblade này ra để làm cái ví dụ so sánh chứng minh cho các bạn thấy là cái thằng Vision này đang bị chênh giá quá cao so với những cái gì mà khách hàng các bạn mua bỏ tiền ra mua nhận được. Không chỉ riêng dòng Airblade này, các bạn hoàn toàn có thể so những cái thông số Vision mà mình vừa cung cấp với các dòng xe khác, các hãng xe khác ở cái tầm phân khúc trên 40 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được nhiều cái ví dụ như sức mạnh động cơ này, các cái tính năng hiện đại hơn các bạn ạ. Và mình cũng xin nhấn mạnh là ở cái video này thì mình chỉ có ý là so sánh, nhấn mạnh cái điểm mà cái dòng xe này nó đang bị đẩy giá lên cao, chứ mình không có ý là chê bai hay là hạ thấp, hay là nếu như dòng Vision này nó vẫn bán sát với giá đề xuất hoặc là chênh với giá đề xuất khoảng một vài triệu thôi thì mình thấy là ok. Cái giá của cái phân khúc xe ga giá rẻ như thế là mình thấy rất là ok với một chiếc Vision đẹp và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng nó giá của nó đã bị đẩy cao quá như thế thì mình cảm thấy nó rất là chênh lệch so với những cái gì mà các bạn nhận được. Thì cái mục đích chính của mình là chỉ yếu là so sánh cho các bạn hiểu được những cái thông số của nó với cái số tiền đấy các bạn bỏ ra, các bạn hoàn toàn có thể nhận được những cái thông số của nó tốt hơn. Ok, thì đó là cái ý của mình. Thì các bạn có những cái thông tin gì hoặc là những cái ý kiến gì thì nhớ chia sẻ cho mọi người và mình biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.